Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời được cung cấp hàng ngày. Giá lúa gạo theo từng kho, từng khu vực, từng thương lái sẽ chịu có sự chênh lệch về giá cả. Bà con hãy theo dõi bản tin kênh để nắm bắt giá cả hàng ngày chính xác nhất. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Giá lúa gạo hôm nay và tổng kết tuần qua, giá tăng nhiều triển vọng trong vụ thu hoạch mới. Nếp tươi Long An 7.900 đến 8.000 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.000 đến 7.200 đồng một ký, lúa OM 5451 6.800 đến 6.900 đồng một ký, nàng hoa chín 7.000 đến 7.300 đồng một ký, nếp khô Long An 9.100 đến 9.300 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.500 đến 8.600 đồng một ký, nếp tươi An Giang 7.100 đến 7.300 đồng một ký, lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký, lúa IR 504 6.300 đến 6.400 đồng một ký, lúa IR 504 khô 6.500 đồng một ký, ST24 7.200 đồng một ký, ST25 7.400 đồng một ký, RVT 8.200 đồng một ký. Mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm được duy trì ổn định. Gạo nguyên liệu 9.300 đến 9.400 đồng một ký. Gạo thành phẩm 10.100 đến 10.200 đồng một ký. Hàng phụ phẩm tấm 9.300 đồng một ký và cám khô là 8.200 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký. Gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 14.000 đồng một ký, nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký, nàng hoa 17.500 đồng một ký, sóc thái 18.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 20.000 đồng một ký, cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.